Sau hơn 5 năm thành lập và 2 năm chính thức đi vào sản xuất, công ty nhôm Lâm Đồng Vinacomin đã đi vào giai đoạn tổ chức sản xuất ổn định, đưa nhà máy hoạt động đúng công suất thiết kế, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Là đơn vị chuyên hoạt động trên lĩnh vực khai thác khoáng sản alumin, lao động thường xuyên phải làm việc trong môi trường hết sức đặc thù. Vì thế, công tác đảm bảo các chế độ làm việc, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Hưởng ứng tuần lễ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 18/2016, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai. Thì trong cái đồng thời là cũng thành lập cái ban chỉ đạo về cái tuần lễ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, thì và cũng có các cái kế hoạch là triển khai là kiểm tra về cái các cái đơn vị ở trong công ty nhằm thực hiện tốt cái công tác an toàn vệ sinh lao động của trong công ty. Ngoài việc ban hành quy chế phân cấp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, công tác kiểm tra, kinh nghiệm tổ chức huấn luyện an toàn cho đội ngũ cán bộ người lao động cũng được tiến hành thường xuyên. Song song đó, công tác kỹ thuật an toàn thông qua việc che chắn thiết bị, truyền động hở, làm mới lan can, thao tác khu vực tuyển khoáng, đo kiểm các nguồn phóng xạ, cấp liều kế cho những lao động làm việc trong môi trường có phóng xạ, lắp đặt biển báo, nội quy an toàn, thiết bị phòng cháy, quy trình vận hành thiết bị, cấp phát bảo hộ lao động luôn được chú trọng thực hiện. Tôi làm ở đây được 3 năm rồi. Công việc chính của tôi là đóng bao. Đóng bao và móc bao lên xe alumin. Thì cái an toàn lao động thì công ty rất là quan tâm đến anh em. Bảo hộ lao động là đầy đủ, đúng cấp, đúng thời gian và đúng đủ tiêu chuẩn theo cái quy định. Và ngoài cái bảo hộ lao động đó thì công ty còn quan tâm đời sống anh em là cung cấp thêm về cái phần độc hại, dạ, và một số cái thưởng khác nữa. Trong quá trình làm việc là công ty tạo điều kiện rất là tốt để mọi người gắn bó yên tâm làm việc. Ngoài ra, công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám chữa bệnh, phát hiện bệnh nghề nghiệp, làm cơ sở phân loại sức khỏe lao động để bố trí những vị trí phù hợp luôn được công ty nhôm Lâm Đồng Vinacomin tiến hành hàng năm. Chỉ tính riêng trong năm 2015, đơn vị đã dành nguồn kinh phí trên 5,4 tỷ đồng cho công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và bồi dưỡng chống độc hại cho người lao động. Lãnh đạo nói chung cũng quan tâm bảo hộ, rồi kính, rồi mũ, các thứ đều đầy đủ cả. Ngoài cái đó thì công ty cũng trả những cái độc hại, ốm đau về các thứ đều có bảo hiểm hết. Có thể nói, từ sự quan tâm chú trọng trong cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe và tính mạng cho người lao động đã giúp cho 1.742 lao động nơi đây yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng công ty phát triển ngày càng vững mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Hiện Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án nâng cao chất lượng cây điều địa phương với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống đến từng hộ nông dân. Đây là những chương trình hỗ trợ thiết thực tạo nên một cú hích đẩy mạnh và phát triển cây điều thương phẩm địa phương. Và một mùa điều được mùa được giá như năm nay chính là động cơ mạnh mẽ để nông dân đầu tư phát triển loại cây trồng này.